Hello mọi người. Hello mọi người, có nghe rõ không? Bữa nay mình like thử, mình test một cái phone mình cũng mới mua. Nghe tốt. Mới mua chắc là không biết mọi người nghe rõ không à? Nghe tốt. Nghe tốt. Nghe tốt. Ồ, ok vậy rồi. Hôm nay thì cũng là cái duyên số, anh Peter Phượng bạn già mình, ảnh đi chơi tứ xứ rồi. Hôm nay anh về, anh ghé thăm mình. Hai ông già uống cà phê, ăn sáng rồi Ăn trưa. ăn trưa. Muốn nói chuyện đời Nói chuyện đời. như là ông gọi vô đó mình nói nó đâu có vô Anh tắt cái đó đi. không nghe. Đây nè. Để hỏi mọi người dưới có nghe rõ không? Chào. Nghe rõ rồi. Thắng dụ kêu nghe rõ rồi. Ok. Thì hôm nay có anh Phượng ghé chơi. Thì ok, để anh Phượng ngồi đây, xếp vô. Thôi được rồi. Anh đeo cái này vô đi, không anh đeo vô anh. Nói được mà mình nói nghe, ông nói mình nghe mà. Không, nhưng mà anh đeo cái này vô đi nói. Anh đeo vô đi anh nói chuyện với ta. Chủ yếu bên này là anh mà, anh du lịch làm sao vậy anh kể ra. Biết chưa, biết chưa. Đây. Ok, chào tất cả mọi người. Hôm nay mình có được một ngày thứ ba về đến thành phố, cái ghé thăm ông bà một cái, tại chỉ có được thứ tư thứ năm ở đây, thứ sáu lại phải đi rồi, sáu phải đi ra Buôn Ma Thuột. Thử ra ghé đây ổng chúng tôi, ổng nói không, ổng không thấy mặt, ổng rủa ăn cơm không có ngon. Mới đi chơi về trình bày với ổng câu chuyện mình nhìn thấy căn bản là cái này đi ra ngon. Giáo này kia anh cho tôi biết ý kiến là anh ý kiến của anh như thế nào anh cho tôi biết. Bây giờ mình cứ đi từng, mình nói chuyện từng giản dị nhất, tức là cái nơi mà mình đi đầu tiên đó là mình đi chơi Đà Nẵng, thì mình đi cái Bà Nà. Lên cái Bà Nà Hills thì là mình rất là ngạc nhiên đó, ở đó là mình ngồi mình đếm nhá, coi như là cái khách của người Việt Nam á, tôi nghĩ chỉ được một nửa hay là một phần ba thôi, còn lại là khách ngoại quốc. Khách ngoại quốc á, thì là tôi nhìn thấy khách người da trắng á, thì nó chỉ được khoảng chừng 10-15% ở trong cái số còn lại, trong cái số người du khách. Phần đông mình nhìn thấy là khách Đại Hàn, khách Hàn Quốc với người Thái Lan và người Ấn Độ. Lần này tôi thấy rất nhiều người Ấn Độ, tức là ở Đà Nẵng á. Thì và mình rất là tôi nghĩ tôi, khi mà tôi nhìn cái du khách ngoại quốc mà đến Việt Nam vậy, thì mình biết là Việt Nam là một cái nơi mà nó rất là rộng rãi, rất là an ninh, thành thử người ta mới tới, chứ còn du khách mà chỗ nào lộn xộn ai dám tới. Đúng rồi. Dân người Việt Nam mình đi thì mình đi chơi thì mình không nói, tại vì mình người ở đây mình đi muốn đi đâu mình đi, Coi thuộc nội đất địa là nó mình không đủ tính. nội địa, mình muốn đi đâu mình đi. Nhưng mà người ngoại quốc mà anh, trước khi họ đến mà đi du lịch ở đây là họ phải tham khảo chứ, cũng như mình vậy đó, tức là Việt Nam mình lộn xộn cái tôi Nó sao nói mình. một cách dễ hiểu là bây giờ ở Ukraine thì chắc chắn là không ai đi du lịch rồi. Nói vậy thì mình nói gọn, đúng không? Ở Ukraine thì giờ đang lộn xộn thì đâu có ai đi du lịch làm cái gì? Đúng Đáng là rồi. vậy. Thì bà nói tiếp đi. Đi à, mình về đây thì mình ra Hà Nội, cái mình đi à, thì quanh quanh thì mình thấy là rõ ràng như gần đây mình có câu chuyện ở ngoài Gia Lai đây, ở ngoài Ba Mươi Thuột đó. Đúng đúng Ba đúng. Mươi Thuột là nơi mình sẽ đến đây, mình sẽ đến ra thứ sáu này. Nhà mình 5 người sẽ ra ngoài đó. Thì tôi nghĩ thì mỗi lần mà tôi càng câu chuyện nó càng sâu á, thì mình nghĩ lại cái câu chuyện của mấy người Ba Mươi Thuột ấy, mình không hiểu anh. Có người mình nhìn lên cái bằng chứng ấy, thì lúc ban đầu ấy, thì mình tưởng là người Mỹ họ dính líu vô, nhưng mà cái giọng điệu này ấy, thì là rồi mình nghe ra rồi mình thấy như vậy. Thì tại vì gần đây nhất là cái ông đại sứ Hoa Kỳ ở ở Việt Nam mà ông nói là chính phủ Hoa Kỳ là sẽ không dung dưỡng cái chuyện này,
Nếu mà cái chuyện này nó khởi sự ra bắt nguồn từ đất Mỹ thì là mình thấy là cái điều đó là một điều rất là khác biệt với tất cả những lần trước. Là tại vì nếu mà người Mỹ chính phủ Hoa Kỳ mà họ dung túng cái chuyện này đó, thì họ sẽ nói một cái giọng điệu khác chứ họ không có nói cái kiểu này. Cái lần này là họ ông đại sứ Hoa Kỳ là rõ ràng là nói mà hôm hôm qua hôm kia gì đó là đại sứ Hoa Kỳ là đến gặp ông Bộ trưởng Bộ Công an ông Tô Lâm đó, là hai người đã nói chuyện về cái chuyện này rồi đó. Thành thử ra là mình không hiểu từ hồi nào giờ mình nghĩ là cái người Mỹ họ sau khi mà cái thằng cha tham vụ chính trị ở tòa đại sứ nó đến nó gặp mấy cái người bị bắt đó là một vài ngày sau sau khi câu chuyện nó đổ bể đó, đó thì là thì cái thằng tham vụ Hoa Kỳ nó để cái người tham vụ Hoa Kỳ ấy, thì họ đến thì mình nghi nghi nhưng mà rồi đến đến 2-3 hôm trước thì như vậy là không biết ạ, không biết là câu chuyện này nó ai là người khởi xướng, nhưng mà chắc chắn là những cái người này có một vài những người mà người thượng á, người đồng bào thiểu số đó thì là họ có cái hoạt động sinh hoạt rất là mạnh mẽ ở North Carolina, đó là cái tiểu bang North Carolina. Có nghĩa là như vậy anh, có nghĩa là mặc dù là họ nói như vậy không thể nào là loại chính phủ ấy, nhưng mà những người mà xúi giục và những người mà có một cái sự liên hệ móc nối thì ở tại nước Mỹ, Đấy cái thì điều đó đấy thì cái điều đó là điều rõ ràng. rõ ràng, Nhưng mà mình không cần biết chiều sâu bên đâu, nhưng mà họ rõ ràng là có một đường dây từ bên Mỹ về để điều khiển họ, và nghe nói ở công an đã bắt được hai người, những người đó từ Mỹ về để mà khuyến khích một người trong có chụp hình đó, nhưng mà mình không biết tên, nhưng mà có điều họ sống tại Mỹ, nó đơn giản như vậy đó, thì căn bản như vậy đây căn bản như thì vậy. là gần đây nhất đó, tức là tôi có nghe đâu một cái câu chuyện mà tôi thấy rất là thích thú đó, là một trong những người bị bắt ở ở Buôn Ma Thuột thì thằng cha đó nó có một cái cửa hàng bán nước mía ở trong phố bộ ở trong Phước Lộc Thọ, đó là một câu chuyện mà tôi nghĩ là rất là đặc biệt. Thì cái thương xá Phước Lộc Thọ đó thì trước đó đó thì nó có lộn xộn thì rồi đến khi nó xảy ra câu chuyện là cái lá cờ vàng thì là cách đây khoảng chừng 1 tháng đó, thì có cái nguồn tin dội ra, dựng ra đó là họ sẽ dựng cái cột cờ trên đó có cái dựng cái cột cờ đàng hoàng ở trên đó có và họ sẽ treo cái lá cờ vàng ở đó thì là không hiểu là và cái không hiểu là những cái người 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 những người mà thương thương nhân ở đó mà người gốc Hoa ở đó là nó có dính líu gì đến cái nhóm phản loạn ở đây ở ở Ba Mươi Thuột thì làm sao mình không biết, tại vì bây giờ không ai biết gì cả, mình chỉ phán đoán, mình chỉ nghĩ như vậy thôi, nhưng mà câu chuyện nó xảy ra có hơn 1 tháng rồi mà bây giờ là mình chưa nghe gì cả, chưa nghe bất cứ một cái điều gì mà xảy ra từ từ chính phủ cái, thành thử ra mình không dám nói gì hết. Nhưng mà nếu mà một người bị bắt ở ở câu chuyện Ba Mươi Thuột á mà là một Công dân người Mỹ. công dân Mỹ mà buôn bán hàng ở trong phố Phước Lộc Thọ thì đó là một cái vấn đề đây chứ không phải không, tại vì mình cứ nghĩ rằng thì là ban đầu mình cứ nghĩ là người Mỹ chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ cái chuyện này, nhưng mà đến ngày hôm qua là ông đại sứ Hoa Kỳ ông đã nói rõ ràng như vậy, và nếu mà trường hợp mà có cái sự có cái bàn tay của chính phủ Hoa Kỳ mà dính vô đây á thì là tôi nghĩ là ông đại sứ Hoa Kỳ ông không bao giờ ông dám nói cái câu đó, không bao giờ ông dám tuyên bố như vậy, và ông lại đi dám đi gặp ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam như vậy. Thì mình đang chờ đợi đây, mình đang chờ đợi, tại vì dính líu vào những chuyện bạo loạn, kích động ở trong quốc gia ở trong Việt Nam thì là bây giờ là chỉ có hai người thôi, một là ông Mỹ, hai là ông Trung Quốc, hai người đó thôi. Còn tất cả những người khác không họ hiểu rồi. Thành thử ra mà mình không biết tất cả mà mình và câu chuyện nó càng ngày càng lớn ra là bây giờ mình lại có thêm đang có lệnh truy nã bắt bắt Thêm thêm 5 người nữa. 5 người nữa. Thành thử câu chuyện nó rất là lớn ạ, chứ không phải không. Thành thử ra là không biết ai. Thì chắc chắn là
Tại vì mình lại có nghe thêm là thế này này, là cái người bị bắt này đó, tức là nó từ bên Thái Lan về, thì khi về với Thái Lan ấy, thì họ có hứa rằng là một cái tổ chức ở Thái Lan họ sẽ đưa tiền cho cái người này, bỏ đưa đâu mình 10.000 đô la thế nào đó. Nhưng mà khi đến, khi thằng Gia nó đến cái chỗ đó thì bảo là cái ông này ông không có ở đó, thì tới đó họ chưa có đưa tiền. Và cái người đưa tiền và cái tổ chức mà những cái người mà dính líu đến cái chuyện này mà đưa tiền nữa, bạn có thấy là cái người không là họ là những người Việt Hoa Kiều chứ không phải là người Việt Nam. Cái đó Thì là đó là một cái chuyện mà tôi thấy là lần đầu tiên mình nghe, mình rất là ngạc nhiên đấy nhá, và mình không hiểu á, thì mình phải đợi. Đấy là cái chuyện mình thu thu dọn được từ ngày về đây. Nhưng mà mặc dù là như vậy mà cái tình hình an ninh của Việt Nam mình coi là rất yên tĩnh, tại vì mình đi mình không thấy ai, không thấy cái sự phản ứng của dân chúng. Ngoài Hà Nội cũng vậy, đi những Nó cổ chất có cái điều hay này ra nè, khác. sau khi mà bị lộ ra, bị công an truy đuổi, thì cái người bắt những thành phần còn lại Dân, thì là những người dân. người dân, À, nó ác đạo ở đúng. chỗ đó đấy. Thành ra vì chỗ đó mình mới nói là cái tình hình mà chính trị trong nước, và an ninh trật tự trong nước á, thì hầu như mình đảm bảo với anh 100% là coi như yên bình, không có gì có Đúng đáng rồi. thắc mắc cả. Đấy đó, bởi vì thường thường anh thấy rõ ràng, coi như là mình hay nói giỡn đùa là cái này, camera chạy bằng Chạy cơm chạy mà bằng chạy cơm rồi. cùng đường ở trên, không làm sao mà chịu được cái đầu. Chỉ có cái điều là cái chuyện mà Mỹ chúng ta là không chúng ta gì, cái chuyện đó mình không Mình cần biết, biết, đúng rồi. mình không cần biết chuyện đó. Nhưng mà chỉ là bất cứ một cái thế lực nào mà để làm cho cái tình trạng xáo trộn an ninh của Việt Nam mình thì những người dân phát hiện ngay lập tức. Đúng rồi. À, nó là như vậy. Còn cái chuyện mà nó có một câu châm ngôn để đời á, thì theo tôi nha, theo suy luận cá nhân nha, thường thường mấy anh Mỹ nhà tao thường thường là như này, có nghĩa là tao nói mày không nghe là tao xúi, Đúng rồi. tao tao xúi tao lật đổ, thế rồi còn cái chuyện thành không thành còn lâu lắm. Nhưng mà cái điều đó là mình nghĩ vậy thôi, mình không có cái chứng cứ gì xác đáng, Đúng ra rồi, mình cũng không mình nói gì mâu nữa. thuẫn. Cho nên nhưng mà có một cái điều mà mình nắm chắc trong tay, thì ở đây là có phải có một cái thế lực ngoại bang, Nhiên rồi. chắc chắn là phải có thế lực ngoại bang, mình biết vậy thôi. Ok anh. Thêm một điều nữa là sau khi đó, đó thì lại xảy ra một câu chuyện đó, thì là ông có những cái nguồn mình đọc và mình thấy là như vậy, thì có thêm cái chuyện là ông Thủ tướng Hun Sen là của bên Campuchia điều động quân đội ra bên vùng biên giới Tam Biên giới Biên, biên giới Tam Tam Biên Giác này, á. Tam Giác này, tức là bảo là có những cái drone những Máy bay của Việt không người Nam, lái máy á. không người lái của Việt Nam qua, rồi lại có những cái mạng tin là đã sẵn sàng bắn hạ những cái máy bay không người lái, chỉ nói cái gây ra, họ không nói là của Việt Nam nhưng mà họ nói là như vậy. Thì đó là câu chuyện mà tôi rất mình nghĩ là rất là kỳ cục, rất là khác hẳn. Nhưng mà cái điều cho làm cho mình chú ý hết là cái chuyện ông đại sứ Hoa Kỳ, ông ấy khẳng định là chính phủ Hoa Kỳ họ không có chấp nhận cái chuyện này. Thì mình cũng hy vọng là như vậy anh. Và cho dù thế nào đi nữa, câu chuyện nó ai đứng đằng sau hay là có cái gì đi nữa đó, thì tôi tin tưởng, hoàn toàn tin tưởng là nhà nước Việt Nam mình sẽ thu Đúng dọn rồi. bằng cách rất là êm đẹp, dọn và đàng hoàng, không có để câu chuyện nó hư đến đâu mình xử đến đó, chứ mình không có làm cho nó lớn ra. Đấy, mình chỉ biết là vậy. Có điều thế này là khi mà bắt đầu nó khởi đầu rồi đó, bắt đầu câu chuyện nó khởi đầu đó, tức là những cái người khi mà tất cả mọi thứ đều 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 chỉ về bàn tay của người Mỹ đó, thì tất cả mọi người ở bên, đặc biệt là những ông cơ quan truyền thông, ngay từ của VOA, của chính phủ Hoa Kỳ chẳng hạn như VOA hay là AFP, và đặc biệt là những cái người truyền thông làm truyền thông của Việt kiều trên đất Mỹ này, tức là Truyền thông mình thổ thổ tả. tả đó, họ dùng họ có vẻ rất là hì hả. Chẳng hạn như là câu chuyện của ông, chẳng hạn tôi đọc ở đâu đó là bảo là kêu những cái người này á, cái người nổi loạn là nghĩa quân. Thấy Ồ, được. tôi không thể tưởng tượng được là những cái, họ dùng những cái lời lẽ rất là thô bỉ, hay là họ nói như là tại vì những người này bị áp bức,
bị thế này thế kia đấy. Nhưng mà đó là những cái chuyện nó rộn lên từ lúc khởi đầu, và câu chuyện nó càng ngày bây giờ dạo này có vẻ nó êm lại, người ta mình thấy là người ta nói đi nói lại câu chuyện nữa rồi. Mình thử ra mình không có hiểu là ai dính líu vào ông đây. Và mà tôi nghĩ là thí dụ như là người Mỹ hay là người Trung Quốc có dính líu vào đây thì chắc là nhà nước Việt Nam mình họ chắc họ Họ không không có đủ làm, trình họ độ để họ làm họ những cái điều họ sẽ đó. không có làm to dân, họ hướng đâu họ xử đó thôi, chứ còn họ không có làm lớn tại vì không biết lợi gì cả. Thì tại vì họ mình đường cái là cái người dân đó, đặc biệt là những cái ngày giây phút đầu tôi nhìn thấy những người đàn bà, những người phụ nữ, những cái cô đó cô mặc quần áo chạy xe Honda tay cầm hai cục gạch đi Nhìn á, đi lùng đi kiếm cho mấy dân kia, đúng không? họ rất là Rất là đoàn đặc kết biệt, nè, đúng không? rất là đặc biệt, Họ rất là ghét rất là ghét đoàn nữa, kết, nhưng mà nhưng mà đoàn kết là như vậy mà họ rất là ghét cái nổi loạn. Khi mà người dân họ ghét cái nổi loạn có nghĩa là thế nào, cho là họ quý trọng cái hòa bình. chắc Và là tôi vậy. nghĩ là cái hình ảnh đó là hình ảnh họ nói là mình hiểu là không, cái người Việt Nam mình á, là mình hiểu cái giá trị của hòa bình và mình rất thù ghét bạo loạn. Mà cái lòng dân được như vậy á, mà nó đã như vậy rồi thì tôi nghĩ là hoàn toàn, mình nghĩ là tình hình là an ninh của cái người dân mình, của Việt Nam mình sẽ rất là tốt, rất là yên. Đấy là cả Không gì cả anh cái ơi, đúng nói chung là nói vậy thôi, chỉ có một vài điều mình cảm thấy nó giống như kiểu như nó lình xình vậy thôi, nhưng thực đúng chất chẳng có là lắm đúng ổn gì cả. À, cái điều đó mình không có dạng có kiểu như là cầm đèn chạy trước ô tô, nhưng mà mình hiểu là cái ba những cái người lãnh đạo Việt Nam mình dư sức giải quyết những cái điều toàn bộ những cái điều đó cả, không có gì. Ông mình giơ cái này cũng vậy là vừa đủ rồi mọi người ha. Ok rồi, tạm biệt mọi người OK, nha. tôi chào quý vị nhé. Cảm Ok, ơn ngồi nghe chuyện nghe chuyện cô chuyện hai ông chuyện già. chuyện. Ok OK, tôi chào. ok bye bye nha.